Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình lên với cái một món hàng các bạn nhé. Thì mình vừa đặt vừa về hôm nay các bạn ạ. Đây, được đồng kiểm hàng. Giá trị của cái đơn hàng này là mình mua là 227.000. Tất cả những cái sản phẩm này mình sẽ để phần link mô tả cũng như là bình luận để các bạn có thể tham khảo và mua về để phục vụ cho công việc các bạn nhé. Và đây, thì mình có mua những cái đầu này này. Đầu này mình thấy rất là hay nha các bạn nhé. Đó, cái đầu này thì các bạn vặn ốc ấy, nó vừa vừa với những cái lỗ ốc cực kỳ luôn. Để mình lấy một số con ốc ở trong này ra cho các bạn vặn cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Đó, đây bạn, đó, đây này, đó, nó rất là chắc chắn này, đó, không hề rơi các bạn nhé. Đó, đây, thì cái nói chung là cái ốc này thì nó mũ này nó hơi ngắn này. Để mình kiếm một cái con ốc nào mà nó ôm sát hơn nữa. Ở đây thì nó không có con nào, không biết con ốc đen này nó có ôm được không bạn. Đó, đây ốc đen. Đó, ốc đen này thì giữ được các bạn nhá. Bởi vì cái rãnh rãnh này là rất là sâu các bạn ạ. Đó. Mà cái tô vít này nhìn nó xịn lắm các bạn nhé, nhìn nó xịn sò. Đây các bạn, đấy các bạn cắm vào đây nhá. Đó. Là thông thường các bạn chỉ cầm như này thôi đúng không? Đó, chỉ cầm như này thôi. Thế nhưng mà mình thì mình cầm luôn như thế này. Thế mới gọi là bá đạo các bạn ạ. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, cái tô vít này thật là xứng đáng các bạn ạ. Thật là xứng đáng cái đồng tiền mà mình bỏ ra. Mình cũng không nhớ là cái đầu tô vít ở đây nó là ghi bao tiền nữa. Nhưng mà mình mua tất cả những này, tất cả mình sẽ để ở dưới phần link các bạn nhé. Để mình cho bạn xem giá luôn các bạn ạ. Đây các bạn. Đó, cái đầu mà dài dài như thế này này. Giá có nghĩa là cái này nó dài khoảng 15 phân 15 cm là 150 mm thì giá nhân năm là 95.000 các bạn nhé. Để mình bấm vào trực tiếp sản phẩm xem là nó bao nhiêu tiền chứ mình quên mất rồi. Đó thì đây này có từng giá luôn, các bạn có thể vào đây và các bạn lựa chọn giá của từng chiếc. Chiếc này đó 19.000 là một chiếc này các bạn nhé, và một chiếc 6 hay là 9.000 nữa các bạn ạ. Đó, chiếc ngắn này là 9.000 này, hay là chắc là 5 phân các bạn, 7.000. Đó, anh em có thể vào mà mua nhá, cái đầu này cực kỳ là ok luôn. Đó. Và những cái kìm này thì mình mua rất là nhiều rồi, mình có hẳn một hộp nhưng mà mình lại thấy cái shop này nó có những cái màu vàng rồi là màu đỏ này. Rất là đẹp, lên clip rất là nhìn nó rất là hấp dẫn các bạn ạ. Thành ra là mình mua về để làm những cái video để cắt ấy, đặt ra là nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn các bạn nhé. Và những cái kìm cắt này, đó, những cái kìm cắt như thế này cũng có luôn này. Đây thì cái kìm này giá của nó là 29.000 các bạn nhé. Và cái con kìm này giá của nó là con kìm này đắt hơn này. Con kìm này giá của nó là 68.000 các bạn nhé, 68.000. Đó, cho nên đây là tất cả những cái đồ mà mình review đây. Giờ mình sẽ kiếm cái thanh đồng mình cắt những cái kìm này xem là cắt ok không các bạn nhé. Đó. Đó, cái kìm này thì trông nó rất là sắc các bạn. À mà cái này thì giá của nó là 16.000 nhá. 16 hay 18.000 gì đó các bạn. Đây 16.500 đồng. Đó, các bạn có thể tham khảo dưới phần link mô tả nhé, mình sẽ để tất cả dưới các bạn tham khảo giá. Giờ mình sẽ tiến hành mình cắt thử xem nào. Ui trời ơi, ngọt lắm các bạn ạ. Mình sẽ zoom sát lên nhá. Đó. Cắt rất là ngọt luôn. Đấy, nhìn mối cắt này các bạn này. Quá là xịn sò và quá là chất. Nói anh em nào mà hay cắt dây hay là làm những cái clip hay là bóc cái selfie cần cái kìm như thế này rất là ok các bạn. Và tiếp theo đến cái kìm này các bạn nhé. Tất cả những cái đồ này ấy, mình lấy về để mình quay thôi. Có nghĩa là mình mua về mình quay các bạn. Đây các bạn. Đó, ấn này. Cái kìm này cắt những cái sợi cáp rất là to, rất là chắc chắn. Và có cái lò xo này đẩy ra là đâm ra là không phải tay mình không phải nhả ra như này, đâm ra là đỡ mỏi các bạn. Và những cái đầu này thì cho vào những cái máy bắn vít rồi là máy siết bô lông các kiểu rất là ngon và rất là ok. Ok. Đó, thì tất cả là những cái sản phẩm mình muốn giới thiệu và mình mua về sử dụng. Thì, giới thiệu cho các bạn vậy thôi. Đó, các bạn quan tâm thì có thể bấm vào phần link mô tả để mua. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.